Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Bắc Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Trong quý 1, các xã trên địa bàn huyện Bắc Hà đã huy động xã hội hóa được trên 224 triệu đồng tiền mặt, gần 2.700 ngày công lao động và nhiều hiện vật có giá trị khác để xây dựng nông thôn mới, hoàn thành được 16,2 km đường các loại, triển khai xây dựng mới, sửa chữa 67 nhà tiêu hợp vệ sinh. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ kịp thời. Trong quý 1, 172 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được vay vốn với tổng doanh số trên 7,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho 350 người, thực hiện cấp trên 46.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số. Năm 2019, huyện Bắc Hà phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì không còn xã hoàn thành dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 20,25%. Tính tới thời điểm này, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn đã cơ bản hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí vệ sinh môi trường, nhà ở dân cư và giao thông nông thôn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đang nỗ lực thực hiện phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Năm 2018, Dương Quỳ xã hội hóa được hơn 1 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Vận động nhân dân hiến được 6.493,5 m² đất, đổ bê tông xi măng được 15,397 km đường giao thông nông thôn, lắp điện chiếu sáng tại 10 thôn trên địa bàn với chiều dài là 15 km, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, buôn bán, phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, xã cũng tranh thủ thu hút mọi nguồn lực đầu tư, hỗ trợ thông qua các dự án giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả, như dự án nuôi ngựa sinh sản, thành lập tổ liên kết trồng khoai lang, khoai tây. Tính đến hết năm 2018, số hộ nghèo của xã còn 325 hộ, giảm 78 hộ so với năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng trên năm. Đến nay, xã cơ bản đã đạt 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Dương Quỳ đang cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới vào cuối năm 2019. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện tượng nắng nóng, khô hanh kết hợp với gió thổi mạnh có xu hướng tiếp tục kéo dài, gây nguy cơ cháy rừng rất cao, nhất là tại các huyện trọng điểm như Sapa, Văn Bàn, Bát Sát và Simacai. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng cháy chữa cháy rừng. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm triển khai kịp thời có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Khi dự báo cháy rừng cấp 4, cấp 5, kiên quyết dừng đốt nương, không xử lý thực bì để trồng rừng, nghiêm cấm đốt đồng cỏ, bãi chăn thả gia súc trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ tại trụ sở cơ quan, đơn vị, bố trí lực lượng tại các trạm chốt bảo vệ rừng, tổ chức canh gác, tuần tra thường xuyên tại các khu vực trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, phát hiện sớm đám cháy, tổ chức ứng cứu kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, tăng cường quản lý hoạt động khai thác củi, măng, sản xuất thảo quả nhằm ngăn chặn phá rừng và phòng ngừa gây cháy rừng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân đội trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phối hợp với đài phát thanh truyền hình địa phương tăng cường phát các bản tin cảnh báo cháy rừng vào các thời gian phù hợp để chủ động nâng cao hiệu quả phòng ngừa ứng phó. Theo điều tra của Chi cục Bảo vệ thực vật và trồng trọt tỉnh Lào Cai thì đối tượng sâu keo mùa thu đã phát sinh gây hại mạnh trên cây ngô của toàn tỉnh. Thống kê chưa đầy đủ, tại thời điểm này, tổng diện tích ngô bị sâu keo mùa thu xâm nhiễm đã lên tới gần 200 hecta. Trong đó, huyện Bảo Thắng diện tích bị đối tượng sâu keo mùa thu gây hại nhiều nhất, lên đến gần 100 hecta. Huyện Văn Bàn 50 hecta, huyện Bát Sát khoảng 20 hecta và còn lại là những địa phương khác bị hại rải rác. Sâu keo mùa thu là đối tượng sâu bệnh được đánh giá đặc biệt nguy hiểm đối với cây trồng, nhất là cây ngô, bởi đây là loài đa thực, phàm ăn và ăn rất khỏe, nhất là với những loại cây trồng được chúng đặc biệt ưa thích như cây ngô, cây lúa, cây mía và rong giềng. Trên những diện tích bị sâu keo mùa thu gây hại rất dễ dẫn đến mất mùa, bởi đối tượng sâu này ăn thẳng vào nõn cây, làm lá héo và chết cây. Thống kê cho thấy, toàn tỉnh đã trồng được 21.000 hecta, trong đó có khoảng 10.000 hecta ngô trà sớm, hiện đang sinh trưởng từ 6 đến 10 lá.
trà chính vụ diện tích trồng trên 11.000 ha, hiện đang từ 2 đến 5 lá và trà muộn bắt đầu trồng. Diện tích ngô xuân và ngô chính vụ tập trung tại các huyện Bát Sát, Mường Khương, Bảo Thắng, Bắc Hà, Simacai và Bảo Yên. Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Khương, hiện nay bệnh đạo ôn hại lúa đã và đang phát triển rải rác tại một số canh đồng của 4 xã là Bản Lầu, Bản Sen, Lùng Vai và Thanh Bình. Với diện tích nhiễm bệnh trên cây lúa là 50 ha, xuất hiện chủ yếu ở giống lúa Sén Cù và Thái Bình. Để hạn chế tối đa mức độ gây hại, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện yêu cầu các xã, thị trấn và người nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khuyến cáo nông dân chủ động phun phòng trừ bệnh trên các giống lúa bị nhiễm bệnh. Chúng tôi dự kiến từ 20 tháng 4 đến cuối tháng 4, lứa dày này sẽ nở rộ và gây hại mạnh trên các cái trà lúa, trên lúa xuân trên các cái xã trên vùng thấp. Đề nghị bà con thường xuyên theo dõi và sử dụng các loại thuốc, ví dụ như Victoji và gà nòi để phun phòng trừ cái dày lưng trắng và dày nâu nhỏ. Để phun hiệu quả nhất thì đề nghị bà con nên phun vào buổi sớm mát hoặc buổi chiều tối mát. Khi phun thì mình chú ý phun vào gốc lúa để phòng trừ đạt hiệu quả cao. Ngay sau khi thăm đồng và phát hiện ruộng lúa Sén Cù của gia đình xuất hiện bệnh đạo ôn lá và dày lưng trắng hại lúa, trước đó lại được cán bộ khuyến nông tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phát hiện và phòng trừ sâu bệnh, gia đình bà Thàn Thị Tươi ở thôn Đồng Cam A, xã Lùng Vai đã phun thuốc trừ bệnh, không để lây lan ra diện rộng. Gia đình chúng tôi cũng thường xuyên đi thăm ruộng và phun lúa, gần đây cũng giảm dần và chúng tôi sẽ thường xuyên đi thăm ruộng lúa. Với điều kiện thời tiết thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh như hiện nay, trong thời gian tới dự kiến từ nay đến cuối tháng 4 năm 2019, dày lứa 2 sẽ nở rộ và gây hại trên trà lúa vụ xuân. Để chủ động phát hiện và phòng trừ kịp thời hiệu quả, không để lây lan trên diện rộng, vừa qua trung tâm đã tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo chính xác, chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh trên đồng ruộng. Cái thời tiết năm nay là nóng ẩm và mưa nhiều có thể tạo điều kiện cho các cái đối tượng sinh vật gây hại, tạo như bệnh khô vằn, sâu đục thân hai chấm, ốc bươu vàng gây hại nhẹ rải rác. Đề nghị bà con thường xuyên thăm đồng và phòng trừ các cái đối tượng khi mà đến ngưỡng mà các cái cơ quan chuyên môn khuyến cáo phun thuốc phòng trừ. Theo khuyến cáo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, đối với bệnh đạo ôn lá, để phòng trừ hiệu quả, bà con nông dân cần lưu ý. Khi phát hiện những ruộng lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn trên lá thì tuyệt đối không bón đạm hoặc phun bất kỳ loại phân bón lá nào, mà cần tiến hành phun thuốc diệt mầm bệnh trước. Sau khi phun thuốc, bệnh ngừng phát triển thì mới tiến hành bón phân hoặc phun phân bón lá. Sáng ngày 21 tháng 4, tại sân bóng nhân tạo phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh đoàn Lào Cai đã tổ chức lễ trao giải bóng đá cán bộ đoàn lần thứ 2 năm 2019. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, 14 đội bóng tham gia giải bóng đá cán bộ đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ 2 năm 2019 đã cống hiến cho khán giả 26 trận đấu kịch tính giàu cảm xúc. Được đánh giá là 2 trong 4 đội hạt giống của giải, huyện đoàn Bắc Hà và huyện đoàn Bảo Yên xuất sắc vượt qua các trận vòng loại, tứ kết và bán kết để tranh tài tại trận chung kết. Chung cuộc, huyện Bắc Hà đã đoạt chức vô địch. Giải bóng đá cán bộ đoàn tỉnh Lào Cai là hoạt động nằm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai năm 2019. Qua đó tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, tăng cường sức khỏe và không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ đoàn, tăng cường kết nối giao lưu giữa các đơn vị và thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Tối ngày 20 tháng 4 vừa qua, lễ bế mạc và trao giải hội thi giai điệu tuổi hồng tỉnh Lào Cai lần thứ tư năm 2019 đã diễn ra tại trung tâm hội nghị tỉnh. Tham dự hội thi có 107 tiết mục của hơn 500 em học sinh đến từ 23 đoàn các phòng giáo dục và đào tạo, các trường và cụm trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các tiết mục được biểu diễn thuộc 3 thể loại là ca, múa, nhạc với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô và bạn bè. Nhiều tiết mục dự thi được dàn dựng công phu về nội dung, hình thức, được khán giả và ban giám khảo đánh giá cao. Sau 3 ngày tranh tài, ban tổ chức đã lựa chọn và trao 12 giải nhất, 20 giải nhì và 30 giải ba cho các tiết mục xuất sắc nhất. Đoàn trường Trung học phổ thông số 3 thành phố Lào Cai và đoàn phòng giáo dục và đào tạo thành phố đã đoạt giải nhất toàn đoàn. Giải nhì toàn đoàn thuộc về phòng giáo dục và đào tạo Bảo Yên
và trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai. Giải 3 thuộc về các đội thi còn lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.